Chào mừng bạn đã đến với kênh của mẹ Bảo Hân. Tạo hóa ban tặng cho con người đủ đầy bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, với nhiều sắc màu rực rỡ. Nhưng có lẽ mùa xuân được con người yêu ái hơn cả. Chẳng thế mà bao nhiêu mỹ từ đẹp đẽ đều dành tặng hết vào mùa xuân. Có bao nhiêu định nghĩa về mùa xuân? Có lẽ chẳng bao giờ chúng ta biết hết được. Kết thúc một chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời và bắt đầu một chu kỳ mới. Mùa con người và vạn vật trên thế giới thêm một tuổi. Mùa thời tiết không còn giá lạnh và cây cối nô nức đâm chồi lẩy nộc. Mùa đàn én đi di cư tránh rét trở về. Mùa con người cảm thấy trẻ lại, gần gũi và yêu thương nhau hơn. Mùa của tình yêu, mùa của hạnh phúc lứa đôi. Mùa đem đến cho mỗi người hy vọng và những dự định tốt đẹp nhất. Kể cũng lạ kỳ, một năm có bốn mùa, được đại diện bởi bốn loài kỳ hoa dị thảo mà người xưa từng ca ngợi và đưa vào văn học: xuân lan, thu cúc, hạ trúc, đông mai. Lan mùa xuân, cúc mùa thu, trúc mùa hạ, mai mùa đông. Vậy mà nhân loại từ bao đời vẫn yêu mùa xuân hơn, như yêu một cô gái đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Đối với mọi người, từ em bé, cụ già, đến cả những người bất hạnh. Mùa xuân ơi, người có những gì mà ai cũng yêu mến, trông chờ. Ngày xuân, ngồi lại bên nhau, thưởng thức chén trà cúc của mùa thu đã qua, ấm áp, nồng nàn, thơm nhẹ. Vâng, hãy đến với mẹ Bảo Hân.com bạn nhé, để hương cúc mùa thu lan tỏa trong gia đình bạn vào mùa xuân ấm nồng, ngây ngất, trong hạnh phúc và bình an bên nhau. Video ngày hôm nay, mẹ Bảo Hân xin được chia sẻ đến với khán giả của kênh mẹ Bảo Hân những hình ảnh tuyệt đẹp của những bông hoa mùa xuân khoe sắc. Và hãy cùng nhâm nhi chén trà cúc tiến vua và lắng nghe chia sẻ của mẹ Bảo Hân về cách uống trà hoa cúc như thế nào cho đúng, cho đủ, để sản phẩm trà hoa cúc tiến vua của mẹ Bảo Hân thật sự là một món quà cho sức khỏe gia đình bạn. Làm thế nào để uống trà hoa cúc đúng cách? Không phải là điều mà ai cũng biết. Trà hoa cúc là một sản phẩm đa công dụng. Nhưng làm thế nào để các chất dinh dưỡng trong trà hấp thụ hết vào cơ thể? Thì bạn cần ghi nhớ một số mẹo nhỏ sau đây mà mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ đến với các bạn nhé. Các chuyên gia khuyên bạn, thời điểm uống trà hoa cúc thích hợp nhất là 30 phút sau bữa ăn và 30 phút trước khi đi ngủ. Nếu bạn là người thường xuyên thức khuya hay làm việc vào buổi tối, hãy uống một ly trà hoa cúc để giúp bạn tỉnh táo hơn. Và sau đó bạn vẫn hoàn toàn có thể ngủ được một giấc ngủ sâu, ngủ ngon nhé. Nhưng tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý một số trường hợp. Nên dùng trà hoa cúc để tăng cường sức khỏe. Vậy thì chúng ta uống trà hoa cúc như thế nào? Uống trà hoa cúc trong quá trình hoạt động. Để uống trà hoa cúc đúng cách, bạn nên chú ý đặc biệt đến thời điểm uống trà. Tùy theo nhu cầu bạn mong muốn, khi sử dụng trà hoa cúc,
như tăng cường sức khỏe, làm đẹp da hay là giảm cân, thì bạn cần tìm hiểu kỹ và đúng cách khi sử dụng. Trên đây mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với các bạn dùng cháo hoa cúc sau quá trình vận động, toát mồ hôi. Sau khi tập thể dục xong, bạn có biết rằng mồ hôi ra nhiều sẽ tác động đến khiến cho cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi, choáng váng. Vậy khi này uống cháo hoa cúc sẽ là giải pháp hiệu quả để giúp cung cấp lượng nước cho cơ thể và tinh thần tỉnh táo thoải mái. Tuy nhiên, bạn không nên uống cháo hoa cúc khi quá nóng hoặc quá lạnh, bởi nếu uống cháo hoa cúc trong thời điểm này, cơ thể sẽ không hấp thụ hết được các chất dinh dưỡng trong trà. Uống trà hoa cúc sau khi ăn nhiều đồ dầu mỡ. Đây là một cách để bạn có thể giảm được dầu mỡ rất tốt, đặc biệt là trong những ngày Tết. Chúng ta sử dụng lượng thức ăn với lượng dầu mỡ rất là lớn. Vậy thì uống một ly trà hoa cúc để giảm được dầu mỡ như thế nào là đúng nhất? Theo như những tài liệu nghiên cứu và những tài liệu tổng hợp của mẹ Bảo Hân, thì một cơ thể bình thường cần 4 giờ để lượng thức ăn dầu mỡ được tiêu hóa tốt nhất. Vậy thì chúng ta hãy uống trà hoa cúc như thế nào để giảm được mỡ và tiêu hóa tốt? Đó là bạn hãy uống trà hoa cúc sau khi ăn khoảng 30 phút. Sẽ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và đẩy lùi cảm giác đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Uống trà hoa cúc sau khi ăn đồ ăn mặn thì bạn cần uống như thế nào? Nếu như bạn là người thích các món ăn mặn thì bạn đặc biệt nên uống trà hoa cúc hàng ngày. Bởi vì sao? Vì ăn mặn thì lượng muối trong cơ thể sẽ tăng cao hơn so với bình thường. Và khi bạn uống trà hoa cúc sẽ giúp cho bạn cân bằng được lượng muối trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hay là dạ dày. Uống trà hoa cúc như thế nào trong ngày, theo thời gian trong ngày? Qua đây thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với các bạn cách uống trà hoa cúc trong ngày như thế nào nhé. Vào buổi sáng thì chúng ta uống trà hoa cúc như thế nào ạ? Vâng. Uống trà hoa cúc vào buổi sáng sớm, bạn cần uống khi ăn sáng sau khoảng 30 phút. Đặc biệt bạn không được uống trà hoa cúc khi mà bụng bạn đang đói nhé. Sau khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta ăn sáng xong, chúng ta lên nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau thì chúng ta mới lên uống một ly trà hoa cúc. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này thì bạn uống xong một ly trà hoa cúc, bạn sẽ có được tinh thần sảng khoái, thư thái. Và mẹ Bảo Hân đảm bảo với bạn rằng sẽ là một liều thuốc cung cấp năng lượng cho ngày mới của bạn, để bạn có thể sảng khoái và minh mẫn, sáng suốt làm việc trong một ngày mới. Uống trà hoa cúc ở giờ ăn trưa thì chúng ta uống như thế nào? Với một đặc tính là giúp mát gan, một đặc tính rất đặc tính của trà hoa cúc đúng không ạ? Giúp mát gan thì trà hoa cúc là lựa chọn phù hợp, vâng, phù hợp nhất cho bạn sau bữa ăn trưa. Vậy chúng ta uống như thế nào? Sau bữa ăn trưa thì bạn lên uống trà hoa cúc thêm một chút mật ong nhé. Thêm một chút mật ong hoặc cam thảo, để cho hương vị của trà hoa cúc thêm ngọt ngào, ấm áp, dịu nhẹ hơn. Và với sự kết hợp này, đảm bảo bạn sẽ được một ly trà thơm ngon, thanh mát, giúp xua tan mọi mệt mỏi trong giờ nghỉ trưa. Hoặc bạn cũng có thể để trà hoa cúc lạnh và uống
vào giờ nghỉ trưa rất là mát. Uống trà hoa cúc vào buổi tối thì bạn nên uống như thế nào? Vâng, để có được một giấc ngủ sâu và ngon thì bạn nên uống trà hoa cúc vào buổi tối nhé. Bởi vì uống trà hoa cúc vào buổi tối, bạn sẽ có được một giấc ngủ rất là tuyệt vời, ngủ sâu và ngủ ngon hơn. Đặc biệt là đối với những người cao tuổi, những phụ nữ tiền mãn kinh hoặc những người đang có nóng trong người bốc hỏa và bị mất ngủ. Sản phẩm trà hoa cúc của mẹ Bảo Hân là một trong những sản phẩm mà mẹ Bảo Hân đã tìm tòi để chữa căn bệnh mất ngủ cho chính bà nội Bảo Hân khi bà qua tuổi tiền mãn kinh và luôn luôn bốc hỏa và bị mất ngủ triền miên. Sau khi tìm hiểu ra được cái sản phẩm trà hoa cúc, Tiến Vua để bà sử dụng và sử dụng rất là tốt, thì mẹ Bảo Hân đã có một chút duyên nghiệp và mẹ Bảo Hân đã chuyển sang kinh doanh hoàn toàn về sản phẩm trà hoa cúc Tiến Vua này. Đó cũng là một kinh nghiệm rất thực tế mà mẹ Bảo Hân xin được chia sẻ đến với khán giả của kênh. Thì trà hoa cúc không chỉ sử dụng cho người cao tuổi mà còn sử dụng cho tất cả các thành viên trong gia đình bạn đều được. Bé Bảo Hân cũng uống trà hoa cúc từ khi còn rất nhỏ. Và bố Bảo Hân thì là một giáo viên, thì các bạn theo dõi kênh của mẹ Bảo Hân lâu rồi thì cũng biết là bố Bảo Hân thì cũng rất là bận rộn với công việc là một giáo viên của mình và thường xuyên là bị căng thẳng, stress rất là cao. Và bố Bảo Hân và mẹ Bảo Hân thì đều làm những công việc mà có cái sự căng thẳng rất là cao. Nên trà hoa cúc là một cái sản phẩm mà tối nào trước khi đi ngủ thì nhà Bảo Hân đều sử dụng. Đó là uống một ly trà hoa cúc sau bữa ăn tối 30 phút. Đó là kinh nghiệm của mẹ Bảo Hân. Và cái kinh nghiệm này thì mẹ Bảo Hân đã chia sẻ với rất nhiều những khán giả, những bạn đã là khách hàng của mẹbaohan.com và nhận được những cái phản hồi rất là tốt. Cho nên mẹ Bảo Hân cũng rất muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này một cái bí kíp để uống trà hoa cúc vào buổi tối như thế nào. Đó là uống sau ăn tối 30 phút. Và cả gia đình đều có thể uống được các bạn nhé. Từ các cụ cao tuổi cho đến trung niên, cho đến các em bé thì đều uống được. Và chúng ta không nên pha quá đặc, chúng ta pha vừa phải thôi, để cả gia đình có thể cùng nhau uống được. Uống trà hoa cúc sau ăn tối 30 phút sẽ là điều để giúp bạn có một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để các chất dinh dưỡng trong trà hấp thụ vào cơ thể, từ đó giúp cơ thể được mạnh khỏe, tăng cường thêm các chất dinh dưỡng vào sâu bên trong. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái tốt và cái xấu. Chúng ta phải cân đối và chúng ta phải biết cách sử dụng, biết cách uống để làm sao tốt cho sức khỏe của mình. Thì theo những tài liệu mà mẹ Bảo Hân đã nghiên cứu được, những chuyên gia chia sẻ, thì chúng ta không nên uống trà hoa cúc quá nhiều, mà chỉ từ 1 đến 2 ly trà hoa cúc mỗi ngày sẽ là tốt nhất cho cơ thể của bạn. Để phù hợp với thời gian của bạn thì bạn hãy cân đối thời gian uống trà và cảm nhận sự thay đổi của cơ thể trong từng ngày nhé. Vâng, những chia sẻ của mẹ Bảo Hân vừa qua thì chắc hẳn bạn đã biết được cách uống trà hoa cúc đúng cách như thế nào. Nhưng bạn hãy nhớ những điều cần lưu ý khi sử dụng trà hoa cúc để tránh gặp phải những tác dụng không mong muốn nhé. Mẹ Bảo Hân xin được tóm tắt lại một chút. Đó là không uống trà hoa cúc khi đói, và uống trà hoa cúc tốt nhất là sau bữa ăn 30 phút bạn nhé. Và để có được một ly trà hoa cúc thơm ngon, điều bạn cần lưu ý nhất đó là bạn phải chọn được nguyên liệu có chất lượng để sử dụng cho gia đình bạn. Hãy đến với mẹbaohan.com
đặt đơn hàng qua số điện thoại 0977659472 để nhận được những đơn trà hoa cúc chất lượng. Từ nguyên liệu là trà hoa cúc Tiến Vua được trồng và sản xuất tại làng Nghĩa Trai, Hưng Yên. Với công nghệ sản xuất hiện đại, sấy điện lạnh, không có diêm sinh, không có chất bảo quản. Cho nên khi sử dụng sản phẩm của mẹbảohân.com, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Mẹ Bảo Hân qua số điện thoại 0977659472 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm và cách sử dụng bằng sản phẩm, cách bảo quản sản phẩm trà hoa cúc Tiến Vua của mẹbảohân.com. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Mẹ Bảo Hân. Và hãy ủng hộ cho Mẹ Bảo Hân bằng cách like video này, chia sẻ video này đến với những người bạn của bạn. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh, hãy vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Mẹ Bảo Hân nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.